Welcome back to my channel Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay cùng chú Cường khám phá những cái món ăn không thể bỏ qua khi đến thành phố Đà Nẵng nha. Trong video này mình cập nhật khoảng 15 địa điểm cũng như là món ăn ngon tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Cả nhà nhớ xem hết video của mình nha. Địa điểm đầu tiên và món ăn đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là món bánh xèo Bà Dưỡng. Phía ngoài mình chạy vào thì sẽ thấy bên tay trái á, có một cái chỗ giữ xe cả nhà. Và cách nó khoảng 10 mét là mình đi thẳng vào mình sẽ thấy được cái tiệm xèo Bà Dưỡng nha. Ở con hẻm này cũng rất là nhiều cái cửa hàng nhỏ bán đặc sản Đà Nẵng. Quán nằm ở địa chỉ là K280-23 đường Hoàng Diệu. K là viết tắt của chữ Kiệt nha cả nhà, tức là giống như từ hẻm ở trong Sài Gòn của mình á. Quán mở cửa là 9 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối. Đây, mình đi tầm khoảng là 1 giờ rưỡi thôi, nhưng mà quán rất là đông luôn. Buổi tối là tầm khoảng 7 giờ là ở ngoài đường là kẹt xe ngang chắc chắn luôn, tại vì rất là đông. Đây khách đông nhưng mà đồ ra rất là nhanh tại đồ có sẵn nè. Đó. Đây cả nhà, đây là phần rau nè, rau như bánh xèo, có rau thơm, xà lách nè, rồi đu đủ, này là dưa leo, đặc biệt là cái nước sốt nha cả nhà. Thay vì mình chấm với lại nước mắm đồ này nọ thì mình sẽ chấm với cái phần nước sốt này, rất là béo luôn. Điểm cộng ở đây là không gian rất là sạch sẽ và phục vụ là tương đối là nhanh nha cả nhà, du khách rất là đông. Đây là một phần bánh xèo nha cả nhà, 80.000 đồng. Thì nó sẽ cao hơn giá bánh xèo miền Trung bình thường á, nhưng mà mình coi rất là xứng đáng nè. Đây có phần bò ở trong nè, rồi có phần tôm, rồi phần trứng nha. Đây bây giờ mình sẽ thử cuốn. Ở đây thì mình sẽ ăn chung với lại là cái phần bánh tráng nè. Bánh tráng này là bánh tráng dẻo, bánh tráng mặn nha cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ thử cuốn một cái bánh xèo cho mọi người xem nha. Đây bây giờ mời mấy bạn thử nha. Giòn, béo, đặc biệt là thịt bò rất là ngon. Với lại phần đu đủ là mình ăn mình cảm giác là không có bị ngán. Ở đây có cái phần cây nem này cả nhà, để mình ăn thử cái cây nem này như thế nào nha. Cái nem này là mình vào một là ăn không, hai là mình có thể là mình cuốn với lại đậu ghém này cũng được nha cả nhà. Đây ở đây có bán mấy cái nước đóng chai hoặc Coca, Pepsi rồi cả nhà, hoặc ở đây là mình kêu cái phần là lô hội này, nước nha đam nè. Quán này thì mình chấm là 7 điểm rưỡi trên 10, tại cơ bản của mình thích cái vị bánh xèo là truyền thống chứ mình không có thích là biến tấu quá nhiều. Và may mắn là trong thời gian mình ở Đà Nẵng á, mình tìm ra một cái quán bánh xèo đúng vị nguyên bản luôn, là quán bánh xèo 76 ở địa chỉ là số 5 Dương Thị Xuân Quý. Ở đây thì ngoài bánh xèo còn có là bán trăm bắp này, rồi bún thịt nướng đúng tiêu chuẩn là của Quảng Ngãi nha cả nhà. Quán cũng khá là nhỏ, tuy nhiên là rất là sạch sẽ, và khi mình vào mình kêu thì bắt đầu mới chế biến. Ở đây là mình thấy khách nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc cũng khá là nhiều. Cái này là vô tình mình biết cả nhà, nên là bạn nào mà có cơ hội đi Đà Nẵng nhớ ghé quán này ăn nên chắc chắn không làm mấy bạn thất vọng. Đây cả nhà thấy không, cái phần bánh xèo này chiên là vừa chín tới, rất là ít dầu mỡ và đặc biệt là bánh xèo đây rất là giòn luôn. Nước chấm ở đây thì mình cũng sẽ sử dụng là nước chấm chua ngọt nha cả nhà. Bạn nào mà thích ăn mặn hoặc là ăn cay thì mình có thể bỏ thêm gia vị thêm nha. Một điểm cộng cho quán nữa là khi mà mình vào đây mình kêu cả nhà, mình kêu cũng hơi nhiều thì quán nói là anh ăn hết đi để anh kêu. Ví dụ như mình kêu 5 cái bánh xèo, bạn nó đem ra có 4 cái thôi, bạn nói là ăn hết thì em làm thêm chứ anh kêu nhiều quá ăn dư thì cũng không nên. Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi nhưng mà mình thấy rất là vui luôn á cả nhà. Ngoài ra thì ở đây còn có chả ram nữa cả nhà, ăn cũng rất là ngon. Mọi người đến đây thì kêu chỉ cần là 3 cái bánh xèo với lại một phần chả ram là ăn no ứ hự luôn nha. Món tiếp theo mình muốn giới thiệu cho cả nhà là món bánh bèo quán Hà ở địa chỉ là số 111 đường Phạm Cự Lượng. Sát bên là có một cái xe nước ép cả nhà, giá cũng có 15.000 thôi, nên là khi mình ăn ở trong này là mình kêu thêm ly nước ép nữa nha. Cái này là mọi người hay gọi là bánh bèo chén á cả nhà, nhưng mà chén ở đây rất là chất lượng nha. Mình ăn rất là nhiều nơi nhưng mà chén ở đây rất là đầy đặn và topping cũng rất là nhiều luôn. Đặc biệt là cái phần nước sốt sẽ giống như là ở bên bánh xèo Bà Dưỡng á cả nhà, rất là béo. Đó ngon. Ngoài ra thì quán cũng có bán bánh cuốn một phần như vậy có giá 15.000 đồng, còn bánh bèo có giá 20.000 đồng. Giá đây rất phải chăng và mình thấy dân địa phương ở đây ăn rất là nhiều luôn. Rửa tiền luôn chơi. Một ướt với một bèo. Còn cái ly nước bên kia hả chị? Là 50. Món ăn cũng như là địa điểm tiếp theo không thể nào mà không giới thiệu cho các bạn khi đến Đà Nẵng nha. Bây giờ mình sẽ đi ăn
thịt luộc bánh tráng nha cả nhà, ở quán Donald Trung nha. Địa chỉ của quán là 141 đường Đỗ Bá. Ở đây không phải là quán ăn nữa mà mình cảm giác như là một cái nhà hàng ở cả nhà. Và ở đây khách đoàn rất là nhiều luôn, nhiều công ty du lịch dẫn vô đây. Tại vì không gian rất là thoáng đãng, rất là sạch sẽ luôn. Và ở đây là phục vụ rất là nhanh, dù là du khách rất là đông. Mình đi ở đây là ngay giờ cao điểm ở cả nhà, nhưng mà phục vụ cực kỳ nhanh luôn nha. Ở đây thì sẽ có bán món là bánh tráng cuốn nè, rồi bánh ướt nè, rồi bún mắm niêm, hoặc là bánh nậm, bánh bột lọc nữa nha cả nhà. Rất là nhiều sự lựa chọn đặc sản của Đà Nẵng tại đây. Phía sau lưng của mình là cái quầy mà nước chấm tự chọn á, nhưng mà đông quá rồi giờ không còn gì để tự chọn hết. Giá đây là từ 25.000 đồng đến khoảng 95.000 đồng nha cả nhà. Đây mình thấy có rau thơm nè cả nhà. Tía tô nè, rau thơm, rồi cải, cải dúng, cải ngọt, rồi có dưa leo với lại xoài nữa. Đây có nước mắm nè cả nhà. Đây mình sẽ chế một phần nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ tỏi ớt vô nha cả nhà. Nước mắm này là nước mắm chua ngọt. Ai ăn ớt nhiều thì sẽ bớt nhiều nha. Rau này thì mình sẽ tự lấy nha. Mình sẽ có tía tô nè, rồi cải nè, rồi có dưa leo ở dưới với lại xoài bên này nữa nè cả nhà. Người ta chỉ đem thịt với lại bánh ra thôi, còn rau là mình sẽ tự phục vụ nha. Ở đây khi mình vào mình ngồi thì nhân viên sẽ order liền cho mình luôn. Đặc biệt là nhà hàng có trang bị ngay cái bồn rửa tay, ngay cái khu vực mà mình ngồi ăn luôn cả nhà, để mình rửa tay sạch sẽ trước khi ăn bánh cuốn nha. Vào đây thay vì mình kêu cái phần thịt luộc cuốn bánh tráng thì mình kêu cái phần là thịt heo quay cuốn bánh tráng nha cả nhà, để ăn nó lạ hơn những phần trước. Dít dít ra lấy cái đũa nè. Đây là bánh nậm nha cả nhà. Đây chắc gói là từ lá dong nè đó. Đây đó, rồi nhìn hấp dẫn không? Những lần trước mình đi thì mình hay ăn ẩm thực trần để ăn món thịt luộc, nhưng mà lần này thì mình đi Donald Trung mình thấy nó ok. Điểm cộng ở đây là đồ ăn ngon và rẻ nha. Đây đây là phần bò né nha cả nhà. Còn đây là phần thịt heo quay nè. Đây đây đây. Đây. Thịt heo quay. Cắt cái miếng rất là dài luôn nè, thấy không? Mọi người thấy không? Đó. Thì cái này là mình sẽ ăn chung với lại là bánh tráng nha. Bánh tráng thì có hai loại là bánh tráng khô với lại bánh tráng dẻo vậy nè, từ lá vậy nè, rồi ăn với lại rau. Đây là một miếng bánh tráng. Sau đó mình sẽ lấy một phần bánh tráng mỏng này nè cả nhà. Đây. Đó, mình sẽ bỏ vô đây. Rồi bắt đầu là mình sẽ bỏ rau với lại thịt vô nha cả nhà. Đây, mình bỏ tía tô, rồi rau thơm. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ một miếng thịt vô. Rồi cái thịt này nó dày quá, đáng lý là cắt làm đôi á. Đó, mọi người thấy không? Cho một chút xíu xoài nữa, cho nó không ngán. Chút xíu rau xà lách nữa. Đây cả nhà thấy không? Đó. Rồi mình sẽ cuốn lại nha. Bánh tráng này rất là dẻo nên nó không có bị rách. Giờ mình sẽ chấm nha. Cái da heo quay nó giòn giòn rất là ngon, còn cuốn thì nó có vị the the của rau mùi, còn thơm của tía tô với lại chua chua của sạn rất là ngon cả nhà. Thịt heo quay thì khá là ngon, tuy nhiên là cái phần thịt né cả nhà nó hơi mặn so với cái vị mình hay ăn nha. Món ăn tiếp theo mình muốn giới thiệu cho cả nhà đó là món bún mắm nêm. Quán có một cái tên rất là đơn giản là bún mắm liêm nha cả nhà. Ở địa chỉ là 41 đường Đoàn Thị Điểm, nó gần cái khu vực là chợ Cồn á. Topping ở đây có rất là nhiều loại, ví dụ như là heo quay nè, thịt luộc nè, chả nè. Có giá chỉ từ là 25 đến 30 ngàn đồng thôi cả nhà. Không gian của quán là tuy là nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng và sạch sẽ. Ở đây thì có rất là nhiều đoàn du khách của nước ngoài ăn nha cả nhà. Cả nhà coi clip của mình có khi nào thắc mắc là lý do gì sao mình tìm được những cái quán giống như vậy không? Tại vì là mình đi du lịch kiểu đi phượt ở cả nhà và đi bằng xe máy, nên là những cái chỗ nào mà len lỏi đi mà tiền của người dân địa phương á, mình rất là thích để khám phá điều đó. Phần bún mắm này là mình kêu cái phần thập cẩm ở cả nhà, full topping luôn mà có giá chỉ có 30.000 đồng thôi, siêu rẻ. Wow.
Ngoài ra ở đây thì còn có những cái cục chả nè, hoặc là cục nem ăn riêng nữa nha cả nhà. Mọi người ăn thì sẽ tính tiền riêng. Ở đây thì nhìn mình nhớ là tầm 5 đến 6 ngàn đồng một cục thôi. Ở đây thì sau khi ăn xong mình sẽ tặng được một ly trà đá với lại một cái cục kẹo Shinjuku-e nữa nha. Ăn cho thơm miệng chứ ăn cái bún mắm này thì nó sẽ khá là nặng mùi nha. Tiếp theo là món bún chả cá nha cả nhà. Quán là Hoàng Anh, ở địa chỉ là 242 đường Hoàng Diệu. Thật sự thì quán này mình vô tình mình biết thôi, do là buổi tối mình muốn đi ăn bánh xèo Bà Dưỡng nhưng mà nó quá đông, đi kẹt xe mình có nhà không vào được, nên cuối cùng là mình đi ăn ở quán Hoàng Anh này tại gần nghĩa bánh xèo Bà Dưỡng luôn nha. Quán ở đây là có bán bún riêu này hoặc là bún chả cá, bún thập cẩm có giá là từ 20 đến 45 ngàn đồng thôi. Nước dùng ở đây mình thấy là tương đối là đậm đà và topping ở đây thì rất là nhiều luôn, đặc biệt là cái phần chả cua này cả nhà. Ngoài ra thì mình thấy trên con đường Hoàng Diệu này mình thấy rất là nhiều quán ăn hàng quán luôn, từ món nước tới món khô tới món ăn chính hoặc là món ăn chơi luôn cả nhà. Mình không biết đi đâu, mình cứ đi đến đường Hoàng Diệu mấy bạn sẽ thấy được rất là nhiều quán nha. Và đây là quán bún bò Bà Sáu nha cả nhà, cách cái chỗ mà bún cá Hoàng Anh khoảng là 300m thôi, ở địa chỉ là 320 đường Hoàng Diệu nha cả nhà. Bún bò ở đây thì có giá tầm khoảng là 35 đến 40 ngàn đồng một tô thôi. Nước dùng ở đây mình thấy là ngọt thanh và khá là đậm đà, và đúng là nguyên cái vị là ninh từ xương bò ở cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Bún bò ở đây là một là mình có thể là kêu gân nè, kêu giò nè, kêu hoặc là đặc biệt là có phần là thịt tái nên cả nhà ăn rất là ngon. Và ở đây mọi người nào mà thấy cái tô mà ít á, mình có thể kiêm thêm ổ bánh mì nha, chấm với bánh mì nữa ăn cũng khá là đặc biệt. Tiếp theo là một ngôi chợ mà khi đến du lịch Đà Nẵng chắc chắn phải ghé cả nhà, đó là chợ Cồn. Ngoài khu vực mà bán quần áo, thời trang, giày dép, đồ lưu niệm thì khu vực ẩm thực là một thiên đường đối với những ai mà thích ăn uống và khám phá ẩm thực của miền Trung nha. Mì Nhung cả nhà, cái món mà mì Quảng trứng 25 ngàn, nói chung là đồng giá 25, chỉ có mì Quảng heo là 20 ngàn thôi cả nhà. Ở trong chợ Cồn này mình thấy là tất cả các đặc sản ở Đà Nẵng đều có bán ở đây. Ngoài ra còn những đặc sản ví dụ như ở Phú Yên, ở Bình Định, Quảng Ngãi cũng có xuất hiện ở đây luôn cả nhà. Nên là vô đây thì mình sẽ rất là tiết kiệm thời gian. Thay vì đi hàng quán này ăn uống thì mình vô đây thì mình ăn được tất cả các món luôn nha. Một phần ốc như vậy có giá là 50 ngàn đồng cả nhà. Ở đây mình cần 100 ngàn đồng thôi, mình ăn được 3-4 cái quầy hàng luôn. Từ cơm gà nè, mì Quảng, cao lầu, bún bò hoặc là tất cả các loại ốc hoặc là kem hoặc là chè luôn nha cả nhà. Đây mình thấy cái chỗ này bán kem bơ, chè sầu nó quá trời đông khách luôn cả nhà. Quầy nước nè, chè, sâm bổ lượng, hạt sen. Quá trời luôn, xuyên xa hạt lựu. Đây. Đây là một phần ly hạt sen. Đây là còn một cái bơ nguyên vị, là cái bơ bắp hoa sầu riêng bắp cầu chân mạch, cái bơ nguyên vị. Đây, có phần kem với lại phần bơ nha. Rồi bỏ tí xíu dừa sấy vô nữa nè cả nhà. Đây. Rất là ngon. Béo thơm, không có quá ngọt á. Đây có bán mấy cái đặc sản nữa cả nhà. Tắc xí muội nè. Này có cái phần dừa xí giòn cả nhà, cái này là đặc sản của Bình Định nha. Đây, ăn cái này là rất là thơm và béo, thường thường ăn kem sẽ bỏ cái này vô ăn thì rất là ngon. Địa điểm cũng như món ăn tiếp theo đó là món chè liên nha cả nhà. Mấy bạn sẽ bất ngờ là khi mình đi Đà Nẵng mình thấy rất là nhiều nơi bán là chè liên, thì mình sẽ tìm hiểu coi là quán nào là quán mà chính gốc hoặc là lâu đời nhất nha cả nhà. Thì vô tình là mình biết ở địa chỉ là 189 đường Hoàng Diệu là một trong những quán mà khá là lâu đời ở đây. Giá ở đây là từ 12.000 đến 30.000 đồng. Cả nhà mình lưu ý là ở đây là theo kiểu là tự phục vụ, tức là mình vô mình mua sẽ có một cái bill, sau đó mình lại cái quầy khu vực mà đưa đồ ăn thức uống đồ ra cả nhà, và mình đứng mình đợi và mình bưng nó lên chỗ mình ngồi mình ăn, chứ ở đây không có nhân viên phục vụ tận bàn nha cả nhà. Cách phục vụ này thì tùy theo quan điểm của mọi người là thích hay không thích thôi. Đối với mình thì mình đi là khách du lịch, mình đi có một lần nên mình nghĩ là mình tự phục vụ mình cũng thấy là bình thường. Chè ở đây mình thấy là nó không phải là quá ngọt. Và thứ nhất, thứ hai là cái vị béo là từ sữa, chứ mình thấy nó không có vị nước cốt dừa nhiều. Thứ ba nữa là mình thấy thạch là khá là nhiều. Mình chấm điểm khoảng là từ 6 điểm rưỡi đến 7 điểm trên 10 điểm thôi nha cả nhà.
sau khi mà ăn ở Đà Nẵng xong, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống ở dưới Quảng Nam nha cả nhà. Đầu tiên là mình sẽ ghé tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, thì ở đây có một món chè rất là nổi tiếng luôn, đó là chè dừa nước. Rồi sau khi mà đi chè thành thúng xong là bây giờ mình uống thử một ly nha cả nhà. Kiểu như nước dừa, có vị thơm, vị béo. Cái này nó có thêm cái phần cơm dừa nước nữa cả nhà. Món chè này thì tất cả các khu du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu đều có bán nha cả nhà. Giá là chỉ cần khoảng là 20-25 ngàn đồng một ly thôi. Rồi bây giờ mình vô tới khu vực là phố cổ Hội An nha cả nhà. Đầu tiên là mình sẽ ăn một món chè thập cẩm ở nhà hàng là Quảng Thắng, địa chỉ là 90 đường Bạch Đằng nha. Này là nằm ngay trực diện sông Hoài luôn nha cả nhà, nên là view rất là đẹp. Ở đây thì mình thấy có chè thập cẩm nè, hoặc là su so, hoặc lụ nè, rất là nhiều món luôn nha cả nhà. Giá tầm khoảng là 20-25 ngàn đồng thôi. Mình đi một vòng, mình ghé đây ăn uống nghỉ ngơi thì rất là ok và thoải mái. Và khi đi đến Hội An rồi thì không thể nào mà không ghé chợ Hội An nha cả nhà. Thay vì mình đi quán này quán kia, cũng có rất là nhiều bạn review những cái quán mà riêng lẻ ở ngoài á, nhưng mà thật sự khi mà mình vào ngay cái chợ Hội An này thì tất cả các món truyền thống lâu đời nhất ở đây, nguyên bản nguyên vị ở đây đều có hết nha cả nhà. Ở trong chợ Hội An này chắc chắn mình đến đây mình sẽ ăn cái món thứ nhất là cao lầu, thứ hai là mì quảng, thứ ba là bánh đập, hoặc là một những cái phần mà thịt nướng nhỏ nhỏ cả nhà, cũng rất là ngon và hấp dẫn luôn nha. Ở đây mình chỉ cần là 100 ngàn đồng mình ăn được 5-6 món trong này luôn, tại giá tầm khoảng là 20-25-30 ngàn đồng là cao lắm nha cả nhà. Cả nhà có biết vì sao mà món cao lầu có tên là cao lầu không? Đơn giản thôi, có nghĩa là thương lái ngày xưa ngồi ở trên những cái tầng cao và khi phục vụ món này á là phải đem lên phía trên, nên là mọi người hay gọi là món cao lầu nha cả nhà. Và nếu có một sự lựa chọn nữa thì mình sẽ ăn món là cơm gà Hội An nha. Ở Hội An, Quảng Nam của mình rất là nổi tiếng cơm gà Tam Kỳ, là gà ta cả nhà. Da rất là giòn, thịt rất là ngọt và ở đây là xé sợi từ nhỏ nhỏ ra. Còn cái phần cơm là sử dụng là nước dùng gà nên rất là vàng và rất là béo luôn nha. Còn đây là những cái tô mì quảng này cả nhà. Mì quảng thì cái phần nước nó sẽ nhiều hơn chút xíu so với phần cao lầu, nhưng mà cũng khá là khô so với lại phở hoặc là bún bò, hủ tiếu nha cả nhà. Tiếp theo mình sẽ dẫn cho cả nhà mình đi uống một cái quán nước mà rất là nổi tiếng Hội An cả nhà, ai ai cũng sẽ ghé đến nha. Đây cả nhà thấy phía trước cổng quán không, đó là địa chỉ là quán nước Mót ở Hội An cả nhà, địa chỉ là 150 đường Trần Phú. Mọi người hay nói vui ở đây là để uống được ly nước Mót này là mọi người phải thử thách cái sự kiên nhẫn của mình, tại vì xếp hàng rất là lâu. Một ly nước ở đây thì tầm giá là 15-16 ngàn đồng một ly thôi, ngày xưa có 12 ngàn đồng thôi cả nhà. Thì nước ở đây gọi là nước chanh xả thôi chứ không có gì là quá đặc biệt, nhưng mà ở đây là bán xưa giờ và rất là nổi tiếng rồi, nên là không lý do gì mình đến Hội An mà mình không thử nha cả nhà. Nhưng cá nhân của mình thì mình thử một lần để biết thôi, chứ cái vị nó sẽ không phù hợp với mình lắm. Tiếp theo là mình sẽ dẫn cho mấy bạn đi ăn một quán ốc lề đường, cái view rất là đặc biệt nha, view ngay đường ray xe lửa luôn, đó là quán ốc Hạnh ở địa chỉ là 928 đường Trần Cẩu Vân nha. Thật sự lúc đầu mình cũng không biết quán ốc này đâu, nhưng mà lúc mà mình chạy từ đèo Hải Vân đi ngược về trung tâm thành phố á, dừng ngay chỗ này cái tự nhiên vô tình thấy được cái quán ốc nên hồi tấp vô ăn luôn cả nhà. Lưu ý là những món ăn của miền Trung thì cái vị nó hơi là mặn so với miền Tây của mình nha. Ốc này ốc gì ta? Lấy ốc này với lại ốc này. Dạ. Nhưng mà lấy con phần bít trộn luôn đi. Là ăn chung với này hả gì? Một dĩa ốc như vậy có giá là 50 ngàn đồng nha cả nhà. Nhưng mà lưu ý ốc ở đây thì nó rất là nhiều. Một dĩa như vậy rất là to luôn nha. Đây là phần bít trộn nè cả nhà. Với bạn nào mà ăn ít đó, chỉ cần một dĩa ốc thôi, với lại một cái bánh đa nữa là đủ no rồi nha cả nhà. Đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm mình vừa ăn ốc với cả nhà, mà phía sau lưng của mình là có cái đoàn tàu mà đang chạy, nó cảm giác rất là lạ và rất là đặc biệt nha cả nhà. Điểm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà đó là chợ đêm Sơn Trà cả nhà. Cũng giống như là chợ Cồn hoặc là chợ Hội An á, thì mình đến chợ đêm Sơn Trà này cũng quán rất nhiều đặc sản của Đà Nẵng. Tuy nhiên nổi tiếng nhất ở chợ đêm này là hải sản nha cả nhà. Nhưng mà lưu ý với cả nhà luôn là khi mà ăn hải sản ở chợ đêm Sơn Trà này là mọi người phải coi hải sản đó là tươi sống nha cả nhà. Tại rất là nhiều trường hợp khách du lịch cũng như là comment ở trên Google á là vấn đề là ăn sẽ bị đau bụng hay gì đó, thì quan trọng là tùy quán và tùy theo là cách cảm nhận cũng như là lựa chọn hải sản của mình thôi nha.
Điểm cộng ở chợ đêm Sơn Trà này là thứ nhất là gần ngay trung tâm, nằm ngay khu vực cầu Rồng luôn cả nhà. Thứ hai nữa là giá cả bán ở trong đây niêm yết rất rõ ràng, nên là mình sẽ không có mặc cả trả giá rồi bị hớ gì hết. Đây có sinh tố trà đào nước ép nè. Vừa rồi là video giới thiệu một số món ăn cũng như là địa điểm là ăn ngon ở thành phố Đà Nẵng cũng như là Hội An nha cả nhà. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ cái một tip ăn uống khi mà đi du lịch dành cho những người hướng nội nha. Tại vì không phải bạn nào đi du lịch cũng thích đi khám phá kiểu giống như của mình nè. Thì đầu tiên là vấn đề ăn sáng, bạn nên chọn khách sạn hoặc resort nào có buffet sáng để mình có thể là lựa chọn đổi món và có thể có thời gian ngủ nướng ở trên giường nha. À, bánh bao. Đây là một số cái hình ảnh mà mình quay ở khách sạn Alani là nơi mà mình ở cả nhà. Ở đây thì đồ ăn cũng khá là nhiều, buổi sáng buffet là tầm khoảng 30 món, đặc biệt là món nước là sẽ thay đổi mỗi ngày cả nhà. Có bún, có phở, có bún riêu, bún bò hoặc là bánh canh nữa. Ngoài ra khi mà mình đi du lịch á, một số địa điểm bán vé vào cổng bao gồm vé buffet, ví dụ như là ở ngoài Đà Nẵng thì sẽ có là Bà Nà Hill nè, hoặc là ở Hội An là sẽ có Nam Hội An nè, hoặc là Núi Thần Tài nè, thì mọi người nên là chọn cái gói buffet nếu mình không có thích cũng như không có thời gian mà để tìm kiếm những cái quán ăn gọi món nha. Video cập nhật về những món ăn ngon cũng như là những địa điểm uy tín ở thành phố Đà Nẵng cũng như là Hội An đã kết thúc. Nếu cả nhà mình có những cái gợi ý nào hay hơn, hấp dẫn hơn thì nhớ comment để mọi người cùng biết nhé. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ cũng như là có thời gian trải nghiệm tuyệt vời ở thành phố Đà Nẵng, một trong những thành phố đáng sống nhất của Việt Nam.